Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện rất hay có tựa đề là 49 chưa qua 53 đã tới của tác giả quen thuộc, tác giả Quang Triệu, là câu chuyện chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị thưởng thức trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ không mất thêm thời gian nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện 49 chưa qua 53 đã tới. Người ta vẫn thường nói sống chết có số, phú quý do trời. Mọi sự may mắn hay tai họa, sống hay chết đều đã được định sẵn, đều do số phận. Ông trời an bài. Bạn có tin vào hai chữ số phận không? Cuộc đời số phận một con người khi sinh ra có phải đã được định đoạt sẵn rồi không? Đã bao giờ các bạn nghe đến những câu mà người ta hay bảo số phải chết, hay câu nói trời gọi ai người nấy giả? Hoặc là những người mà gia đình có người thân sắp mất đã gọi con cháu về tụ tập đông đủ, bấm giờ để chờ đợi giờ tử của ông bà. Nhưng kỳ thật lạ là người đó bỗng nhiên lại sống lại, khỏe mạnh một cách thần kỳ. Hoặc những trường hợp hai người bạn vừa đi cùng nhau, nói chuyện với nhau. Khi dừng xe, một người xuống đi vệ sinh, còn người kia thì đang ngồi trên xe. Đâu lúc này thì chiếc xe mất lái tông thẳng vào người đang ngồi trên xe, còn người đi vệ sinh lại thoát chết một cách kỳ lạ. Có người thì nói rằng số mệnh là do ông trời định đoạt, người lại bảo do Chúa. Nhưng có người lại bảo là vận mệnh của mình do mình nắm giữ. Chẳng biết đúng sai thế nào, nhưng mà đều là những câu chuyện có thật. Tôi xin nhấn mạnh là có thật. Các bạn có thể không tin, nhưng cũng đừng phỉ báng, bởi vì sinh hữu hạn tử bất kỳ. Cuộc đời này ngắn lắm, sống nay chết mai, ai hay được chữ ngờ. Về góc độ là tác giả, tôi Quang Triệu xin kể lại một câu chuyện có thật mà chính bản thân tôi là người trong cuộc. Thực sự khi mà chấp bút viết ra những câu chuyện này, tôi vẫn còn đang rất run. Thật chẳng biết là tôi là người may mắn hoặc giả như số tôi chưa tận nữa, có phải không? Vịnh Hạ Long một ngày hè năm 2010, nắng như đổ lửa. Năm đó tôi cùng với mấy đứa bạn cùng quê hẹn nhau xuống đó nghỉ mát du lịch. Cũng là do năm đó tôi chuẩn bị cưới vợ, cho nên hai thằng bạn của tôi nó bảo là chia tay kiếp độc thân. Nó mời tôi đi Hạ Long bay một chuyến, tiện thể ngắm cây cầu Bãi Cháy nổi tiếng. Cây cầu này tuy mất có 3 năm xây dựng mới hoàn thành, nhưng cũng phải mất 20 năm ấp ủ thì mới hoàn thành được. Tiện thể đi cho biết đây biết đó, bởi vì Hạ Long nghe nói là rất đẹp, là chứng tích lịch sử của nhiều sự tích huyền thoại. Trước đó tôi cũng đã xuống dưới đó du lịch một lần vào năm 2003. Không cảnh vẫn còn hoang vu chứ chưa nhộn nhịp sầm uất như năm tôi và mấy thằng bạn xuống đó. Thằng Toàn, thằng Tình và tôi là ba đứa học cùng lại chơi thân với nhau, cho nên dấm dúi hẹn hò nhau xuống dưới đó. Bởi vì thằng Toàn có người quen là bác ở nhà gần cầu Bãi Cháy, nó khoe khoang với hai thằng: "Chúng mày cứ xuống nhà bác tao, dưới này mát mẻ, khí hậu rất trong lành tuyệt vời. Dưới đó tao lại biết cả mấy cái quán ghẹ 50 cân, con nào con nấy đều to tròn đầy đặn, ăn ghẹ đó nó phê. Tranh thủ lúc độc thân mà ăn đi, có khi có vợ rồi thì muốn đi ăn cũng chẳng được đâu, vợ nó cắt." Nghe nói như vậy tôi cũng bùi tai lập tức hưởng ứng, bởi vì tôi cũng là một đứa ưa mạo hiểm. Sắp xếp công việc xong, ba thằng hẹn nhau tụ ở bến xe Lương Yên. Mặc dù cùng quê nhưng tôi và hai thằng kia đều làm việc trên Hà Nội. Toàn thì làm về mảng cầm đồ cho vay, Tình thì làm nhân viên quản lý một quán karaoke khá lớn trên đường Xã Đàn. Còn tôi thì cũng đã mở được một quán bia cỏ ở gần Văn Điển. Mặc dù cách khá xa nhau, nhưng ba thằng chơi thân cho nên mỗi dịp cuối tuần thì cả ba đều tụ tập gặp nhau. 4 giờ 30 sáng chuyến xe đã bắt đầu xuất phát. Con xe cá mập 16 chỗ từ từ di chuyển. Tôi và thằng Tình ngồi ở dưới cùng. Thằng Toàn thì thấy nó bảo là bị say xe, cho nên lúc nào cũng phải ngồi ở hàng ghế đầu. Hiện tại lúc bấy giờ trên xe cũng chỉ khoảng gần chục người. Nhìn vẻ mặt của ai nấy đều hào hứng phấn khởi, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Vì đây là lần thứ hai được đi xuống tận Hạ Long sau hơn 7 năm. Nhưng có một việc khác bất ngờ làm tôi và tất cả mọi người trên xe đó giật mình. Ai nấy cũng đều cảm thấy kỳ quặc và khó hiểu. Nhiều người còn chửi bới mẹ con nhà này thậm tệ. Bác tài xế bực mình còn đuổi thẳng hai bà cháu nhà này xuống xe. Sốt là khi chiếc xe lăn bánh được một đoạn gần sang đến cầu Vĩnh Tuy thì gã vồ xe tầm 20 tuổi cũng chạc với tôi. Nghe được một cuộc điện thoại, chẳng rõ bên kia nói gì, chỉ thấy người phụ xe nói liên tục, dòng điệu có vẻ cá bộ đội to tiếng. Hai người hả? Ok. Bà bảo hai bà cháu đứng đó tầm 10 phút nữa xe có mặt qua bây giờ. Nghe xong điện thoại, tên này còn lầm bầm chửi thề với lão tài xế, làm cho tôi nghe thấy khá khó chịu. Gặp ngay con hãm, đã dặn nó đứng ở chờ bên này đường, mà đứng ở bên kia làm đường cái gì không biết. Lão tài xế cũng hùa theo và đệm vào. Bọn ngu thì nói chúng không hiểu đâu. Qua thức đêm đánh bạc mệt quá là mày thua nhiều không? Em hết mẹ nó thắng lương đó. Hình như là anh em mình bị chúng nó quê anh ạ, gặp mẹ thợ rồi. Bọn này hôm nào để em gọi đội lên đòi lại. Tên phụ xe dòng điều có vẻ bực bội, sau đó thì ngồi vắt vẻo vắt chân lên đếm tiền. Ánh mắt láo liên nhìn xung quanh. Đi được một đoạn chốc chốc gã lại mở cửa xe ra mời. Xe chạy Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng đây, bà con qua lên xe không? Cũng chẳng ai nghĩ ngợi gì vì chắc hẳn là chiếc xe này đang bắt khách để dồn toa cho đủ chỗ rồi mới di chuyển. Tôi ngồi ở hàng ghế dưới cùng, ngay sát cửa kính, mải mê quan sát dòng người đang di chuyển. Không cảnh của Hà Nội sáng sớm thật dễ chịu, không đến mức quá ồn ào. Nhìn những người già dậy sớm tập thể dục hoặc những bác lao công đang quét dọn ở các công viên hay các ghế đá ven đường, cảm nhận được sự yên bình của một Hà Nội khác với Hà Nội của lúc tan tầm. Chiếc xe bất ngờ phanh kít lại làm cho tôi giật mình. Sau đó thì có hai người bước lên xe. Tôi ngó về phía cửa lên xuống, tự nhiên cảm thấy lồng tóc của mình dựng ngược cả lên. Tôi lấy tay xoa xoa người, ngẩng lên thì nghĩ là do mình ngồi gần phía quạt gió của điều hòa xe. Nhưng không phải là kiểu lạnh của điều hòa, mà một cảm giác lạnh khiến toàn thân của tôi nổi da gà khó diễn tả. Chẳng hiểu sao khi nhìn về phía bà lão này, tôi thấy sợ hãi một cách khó hiểu, nhất là đôi mắt. Bà ta dắt theo một đứa bé tầm 4-5 tuổi, sau đó thì đi về phía cuối xe, ngay vị trí tôi đang ngồi cùng với thằng Tịnh. Này các cậu, cho bà cùng với cháu ngồi ở đây nhé. Bà lão nhìn về chúng tôi cất tiếng hỏi. Bây giờ tôi mới chú ý quan sát bà lão cùng với thằng cháu của bà ta, cách ăn mặc và ngay cả giọng nói như là người Hoa kiểu vậy. Vâng ạ, mời bà, sao vẫn còn rộng? Bà ngồi ghế trên kia kìa, chưa có người ngồi. Thằng Tình chỉ tay về hàng ghế trước mặt có hai chiếc ghế trống, nhưng thằng bé con đi cùng bà cụ kia cứ nằng nặc đòi xuống với bà lão. Ánh mắt của nó liếc nhìn tôi. Chẳng hiểu tại sao tôi lại dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Bà với em bé đi du lịch à? Thằng Tình nó lên tiếng hỏi bà lão, nhưng chẳng thấy bà lão nói gì cả, mà chỉ chăm chú nhìn ra bên ngoài. Thằng bé còn kia nó cứ chỉ trò lung tung, một miệng thì như miếu máu. Bà ơi, mẹ con đâu? Mẹ con đâu rồi? Bà lão mặc bộ quần áo người Hoa, khẽ ôm thằng bé vào trong lòng rồi nhẹ nhàng nói. Mẹ con đang đi đằng trước kia kìa, ngoan nào đừng khóc nữa nội thương. Ra đến đường cao tốc nội cho gặp mẹ nha. Chiếc xe kinh như vậy bon bon trên con đường cao tốc. Trên xe bây giờ chỉ có tầm gần chục người. Thằng Toán ngồi trên cùng cạnh ghế lái với bác Tài. Từ chiếc loa trên xe đang phát ra một chương trình ca nhạc, có vẻ như đang chăm chú nghe thì phải. Tôi và thằng Tịnh ngồi ở đằng sau cùng, là vị trí cao nhất, cho nên có thể nhìn thấy rõ được mọi thứ xung quanh. Lúc nãy thằng Tịnh đang bỏ điện thoại ra nhắn tin với ai đó. Một lúc thì nó bắt đầu dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại. Còn tôi thì có vẻ như cá ngồi hộp, háo hức cho chuyến đi, cho nên từ tối hôm trước cũng đã khó ngủ. Nhưng là một điều, từ lúc hai bà cháu nhà này lên xe, tôi có một cảm giác bất an đến lạ thường. Buồn ngủ lắm nhưng chẳng tài nào có thể ngủ được. Mắt hơi hé nhìn vẫn chăm chú quan sát bà cháu nọ, lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Chẳng rõ mọi người có ai chú ý đến bà lão này không, nhưng riêng tôi thì đặc biệt chú ý, bởi vì ấn tượng của tôi với bà lão này là rất khó diễn tả. Có cảm giác gì đó rất khác thường, nhưng tôi cũng chẳng dám nhìn thẳng vào đôi mắt của bà ta. Hay nói đúng hơn là bà ta đang đeo một cặp kính đen muốn nhìn cũng chẳng thấy gì. Mái tóc vuốt lên và được bọng trong một lớp mạng. Nhìn cách ăn mặc và trang sức trên người thì tôi đoán bà ta là người có tiền. Nội ơi, mình xuống xe đi, còn thấy xe này sắp gặp nạn rồi đấy nội. Chờ thằng bé nói với bà lão. Câu nói này làm cho tôi giật mình. Ngó về phía thằng bé chỉ độ 4-5 tuổi đang ngồi bên cạnh, khiến cho tôi sững sờ. Thằng Tình đang ngồi kề lưng vào cái ghế, có vẻ như đang ngủ từ lúc nào. Cả xe im phăng phắc, ngoại trừ tiếng động cơ gầm rú và chương trình ca nhạc đang phát trên đài radio. Có nói huyền thuyền cái gì thế? Tiếng của bà lão hỏi ngược lại nó, thì cũng tò mò nhìn về hướng của thằng bé. Nhưng lúc này bà lão đã ôm chặt lấy nó, không cho nó nói nữa. Chả thằng bé lúc này liền hét toáng cả lên. Đừng mà bà nội ơi, cho con xuống xe nhanh đi. Tiếng của thằng bé khóc lóc thảm thiết làm cho tất cả ai nấy đều giật mình nhìn về phía cuối xe. Ngoan đừng khóc nữa, bà nội sẽ mua kẹo cho, sắp được gặp mẹ rồi, chỉ còn một đoạn nữa thôi. Bà ơi, thằng bé nó vừa nói gì vậy? Tôi ngồi cạnh đó không khỏi tò mò bực mình, vì thấy đứa bé kia ăn nói gở mồm. Gì mà xe này gặp tai nạn, gì mà của Quang. Điều này làm cho tôi khó hiểu, cất tiếng. À không có gì đâu, thằng bé nó bị bệnh tự kỷ, hay ăn nói linh tinh, cháu đừng để ý làm gì. Đoàn bà lão lại tiếp tục cười rồi nói tiếp. Các bác cho hai bà cháu tôi xuống km số 13. Gã phụ xe cũng ngớ người, bởi lẽ cả đoạn đường cao tốc Quảng Ninh dài tầm 100 cây số, thế nào mà dừng lại ở cây số 49 là như thế nào? Ở đoạn ấy thì làm gì có phải ngã ba ngã tư gì đâu. Gã ngạc nhiên liền cất tiếng hỏi. Bà cháu nhà bà xuống km 49 làm gì? Chúng tôi hẹn với con gái ở đây, nhưng mà con gái tôi nó không về được, nó bảo hai bà cháu tôi xuống đi cùng. Chẳng hiểu sao mà cái giọng nói âm u của bà lão lọt vào tai của tôi nghe vô cùng khó chịu. Nó cứ lạnh lạnh âm u thật là kỳ lạ. Nhất là cái cặp kính to bản che đi đôi mắt làm cho tôi cảm thấy rất tò mò. Liếc mắt nhìn thằng bé mặc dù 5-6 tuổi, nhưng thấy nó rất nhỏ, chẳng bằng đứa cháu của tôi ở nhà. Lúc này nó vẫn còn đang khóc, điều bộ như là muốn đòi xuống xe. Nhưng bà lão kia cứ ôm chặt lấy nó, không muốn giãy giụa. Có vẻ như bà lão giữ nó chặt quá, làm cho thằng bé đau cho nên càng lúc khóc lại càng to hơn. Điều này làm cho tôi khó chịu cho nên tôi khẽ gắt. Bà ơi, bà buông tay em bé này ra, cháu nhìn thấy nó có vẻ như đang đau đấy. Không phải việc của cậu, đừng lắm chuyện. Đúng lúc này thì bà lão bị thằng bé nó giãy mạnh, làm cho cặp kính đang đeo trên mắt bị văng ra. Tôi sững sờ nhìn vào gương mặt của bà ta, hai con mắt sâu hoắm bé tí, hình như đã bị bỏng mất một bên. Thoạt nhìn vào thì sẽ khiến cho người đối diện cảm thấy sợ hãi, bảo sao mà bà ta đeo kính đèn che đi. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến việc thằng bé kia nó giãy giụa gào thét lên mà thôi. Chiếc xe này sắp gặp nạn, hãy thả cháu xuống đi, làm ơn, mẹ ơi cứu con. Ngoan nào, bà sẽ đưa con đi gặp mẹ. Mẹ con đang đợi hai bà cháu mình ở đó mà. Bây giờ thì có tiếng nói của bà lão và tiếng hét chói tai của thằng bé vang lên, làm cho tất cả mọi người đều chú ý, nhất là gã phụ xe từ từ tiến lại gần. Sau đó thì hỏi thằng bé, điều bộ có vẻ khá tức giận, chửi thề và nạt nộ. Này cái thằng bé kia, mày nói cái gì vậy? Đừng có gở mồm như vậy. Mày nói cái gì mà ta nản? Mẹ mày, bố mày đã đánh chết mẹ mày bây giờ. Cháu nói thật, cháu nhìn thấy chiếc xe này bị lật, người chết nhiều lắm, cho cháu xuống xe đi làm ơn. Tôi và thằng Tình nhìn nhau chẳng hiểu điều gì, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây như vậy. Sao tự nhiên lại có hai bà cháu ăn mặc kỳ quái, xong lại còn ăn nói gờ mồm hàm hồ như vậy xuất hiện? Mẹ cái thằng này mà ăn nói kiểu gì vậy hả? Có câm cái mồm mày lại không? Bố mày đập chết mẹ mày bây giờ chứ. Bà già kia bà không bảo được cháu của bà hả? Xe này chở bao nhiêu người, ăn nói luyên thuyên, tôi đuổi bà cháu xuống bây giờ. Các thanh niên phụ xe lớn tiếng quát tháo, làm cho tất cả mọi người trên xe đều nhốn nháo, chú ý nhìn về hướng cuối xe. Có không ít ánh mắt nhìn tò mò. Có thể thấy tôi đang đứng lên, thằng Tình lúc này nó cứ đứng lên rồi hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì thế?" Tôi lắc đầu, sau đó giơ tay lên ngang mặt. Không rõ các phụ xe bất ngờ nói với lại bác tài xế: "Anh ơi, dừng xe lại đi, thả hai bà cháu này xuống, mẹ kiếp nữa, mới sáng ra mà đã hãm rồi. Nó nói sao mình gặp nạn." Gã không dám nói thẳng hết cả câu. Không có tiếng đáp lại, chỉ có tiếng sinh nhan. Sau đó thì chiếc xe từ từ tắp vào trong lề. Ngay lập tức cánh cửa được gã phụ xe đẩy ra. Hai bà cháu của nhà lão bị đẩy xuống. Tôi ngoái đầu nhìn theo hai bà cháu nhà kia cho đến khi khuất hẳn. Cảm giác lạnh lạnh khắp người lại tiếp tục lan ra, thực sự rất là khó hiểu. Trên xe bây giờ lại tiếp tục là những tiếng xì xào, sau đó là tiếng lầm bầm để tức giận của gã phụ xe. Mẹ nó chứ, gở thật rồi, bao nhiêu năm nay chưa gặp trường hợp nào như thế này, nó oái oăm thật đấy. Mọi người đừng có lo lắng, nó chỉ là đứa bé nói xàm thôi. Hai bà cháu nhà này đúng thật là điên mẹ rồi. Mẹ nó chứ không nể người già trẻ con, hôm nay chắc ăn no đòn. Gã phụ xe lầm bầm, có vẻ như là trai trường lái gái cường y, cho nên gã ta tỏ ra rất gấu mèo, cố tình vén tay áo để lộ ra những hình xăm vằn vện dữ tợn, giống hệt như là thể hiện ra oai. Lúc này tôi mới phát hiện kỹ gương mặt của tên này, môi mỏng quẹt, ánh mắt đảo như giang lạc, lộ ra toàn lòng trắng, gương mặt lưỡi cày rỗ chẳng chịt, thoạt nhìn cũng khá dữ tợn. Nhưng chắc cũng chỉ tầm tuổi tôi hoặc hơn vài tuổi, không đáng kể. Chiếc mũ lưỡi chai của gã sùm rụp kéo xuống che đi cái gương mặt đang hầm hè lên vì tức giận. Thôi chấp gì nó, anh trẻ con mà. Với lại bà già kia bảo là nó tự kỷ, nó có biết cái gì đâu. Anh chấp trẻ con, hóa ra là mình bằng nó. Hoan hỉ tí đi anh trai. Tôi lên tiếng nhẹ nhẹ đáp lại. Nhưng thế nào các phụ xe bỗng nhiên nổi khùng đến với tôi. Cả tiến sát lại, giơ cái tay xăm trổ ra dí vào trán của tôi, gương mặt như là đe dọa. Mày biết cái gì? Mẹ kiếp, dân lái xe đường dài chúng tao kiêng khem kỹ lắm. Mới sáng ra đã chủ ẻo vớ vẩn, không đánh cho đã là may rồi. Còn cả mày nữa đấy, lên xe mà nói lớn mất trật tự. Nhìn dáng vẻ bầm trợn hầm hồ của tay lái xe, tôi cũng nóng máy lớn tiếng quát lại. Đánh nhau thì còn ngại, chứ còn cãi nhau tay đôi, xưa này tôi ngán bố con thằng nào bao giờ. Nhìn thấy dáng vẻ và thái độ của gã này từ nãy, tôi cũng khá ngứa mắt. Buộc con mẹ cái tay của mày ra, nói chuyện gì mà bất lịch sự, cứ chỉ tay vào mặt người khác, mày nghĩ mày là ai? Cái thằng oát con này mày thích chết hả? Tên phụ xe nghe thấy tôi nói như vậy thì gã hùng hổ xông lên, định ăn thua đủ với tôi. Nhưng lúc này thì thằng Tịnh bất ngờ xông ra, chắn trước mặt tôi, sau đó thì nó cười hề. Cái thằng ôn vật này, mày có biết bố mày là ai không? Mày thì đụng vào nó xem. Người giống như tên thằng Tịnh bạn tôi to như là một con voi còi, lại là dân biết võ, cho nên ngay lập tức cái giọng nói ồm ồm, sau đó thì không nói thêm bất cứ một lời nào nữa. Thằng Tịnh nó túm cổ của gã phụ xe, nhổ toẹt bãi nước bọt trúng mặt của tên này. Liên tiếp là ba cái tát của thằng Tịnh nó âu yếm đặt lên mặt của gã phụ xe, khiến cho tên này ngã ngửa ra sàn xe. Mấy người đi cùng chuyến đó đều nhìn về phía tôi và thằng Tịnh, giống như tôi và nó là hai tên hung thần. Thế vậy tôi càng hăng máu hơn, định lao lên giã cho vài phát. Nhưng thằng Tịnh cứ đứng sau nó liền bảo: Thôi cái thằng chó ghẻ này ta đấm phát chết. Mẹ nó chỉ là nhân viên phụ xe mà lếu láo, dán mấy chữ trên xe có ghi rõ ràng khách hàng là thượng đế. Ấy vậy mà mẹ nó lại dở cái giọng bố láo mất dạy ra với cả thượng đế. Mày có tin tao một phát cho mày thọt dái lên cổ không? Đoàn nó hướng về phía gã phụ xe, lúc này cũng đang lồm cồm bỏ dậy, dùng tay nhấc cổ áo lên phụ xe lên, tát cho thêm mấy cái nữa rồi tiếp. Còn bà nhà mày thích công ăn không? Muốn bố giã cho mày thêm mấy cái chứ biết thế nào là lễ độ không hả? Thằng Tình bạn tôi keo 1m8, nặng gần 1 tạ, xăm trổ cũng kín cả người, là dân gym cho nên nó khá là hoành tráng. Ngay từ còn nhỏ nó đã bộc lộ được cái tố chất của con nhà võ, vì thể lực của nó rất khỏe, đánh nhau thì thường một mình chấp vài thằng. Cứ tầm răng hồ mõm như cái thằng phụ xe này không ăn thua. Chắc tên này nghĩ rằng tôi nhỏ thó, có thể ăn tươi nuốt sống cho nên mới có thể đe dọa được. Nhưng gã không ngờ rằng là thằng Tình nó ngay lập tức đứng lên bảo vệ anh em. Bị thằng Tình nó giã cho mấy cái vào mặt, máu mồm máu mũi tóe ra, chảy xuống ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi cộc tay in hình rồng phượng loẹt loẹt. Biết không phải là đối thủ của tôi, à quên, không phải là của thằng Tình, cho nên gã phụ xe kia đau đớn van xin nói năng lấp bắp. Em không, xin các anh tha cho em xin lỗi, em chỉ muốn dọa canh còi xấu xấu bẩn bẩn kia thôi. Lời nói của tên phụ xe vừa dứt thì tôi thấy thằng Tình nó bật cười, làm cho mấy người đang hoảng hốt kia có người còn cười thành tiếng, có vẻ như là đồng tình với câu nói của gã phụ xe kia vậy. Mày vừa nói cái gì? Ai còi xấu xấu bẩn bẩn? Mày nhìn lại mày xem. Tưởng bôi bẩn dăm ba cái hình lên người mày, mày dọa ai? Đừng tưởng tròn hống hách gặp tao. À, gặp anh em của tao thì chỉ có tắt điện thôi. Nên nhớ hôm nay còn nhẹ đấy, còn lần sau ấy, thì xác định đi. Mà tao cho mày nói là một lần nữa, em xin lỗi anh Triệu đẹp trai, nói 5 lần. Nếu không nói thì bố dã chết cụ mày, nói mau. Thật lòng thì lúc này tôi cũng điên tiết lắm. Trên này chưa có thằng nào dám nói tôi xấu xấu bẩn bẩn, thế mà thằng này nó dám sỉ nhục tôi trước mặt của bao nhiêu người trên cùng chuyến xe này. Điều này đụng chạm đến sĩ diện của một thằng ưa hình thức như tôi. Thôi ông có thế nào thì mình như thế, đừng có bắt người khác phải nói dối lòng, mệt mỏi lắm. Thằng Tình nó vỗ vào vai tôi, sau đó đẩy gã phụ xe tiến về phía lái xe, rồi bình tĩnh ngồi xuống ghế và cười. Em xin lỗi anh ạ, em xin lỗi. Tưởng rằng gã phụ xe hổ báo thế nào, hóa ra cũng chỉ là dạng răng hổ mõm. Thế mình không làm gì được cho nên liền hạ giọng van xin. Các phụ xe vừa cất lời thì tôi liền túm tóc của tên này, mắt trần trừng lên. Nhớ lại lúc đó tôi cũng cảm thấy là tôi mõm thật. Mẹ cái thằng nhãi con nữa, mày dám trái lời của tao sao hả? Hai cái từ đẹp trai này mày khó nói như vậy sao? Lời xin lỗi kia ta không chấp nhận, nói lên mau. Chẳng biết vì sao mà khi tôi nói ra những lời này, tất cả đám hành khách trên xe ai nấy đều nhìn tôi như là sinh vật lạ. Thậm chí là có khách còn cười lên khúc khích. Nhưng đúng lúc mà bác tài xế đánh xe vào bên phải lề đường, sau đó thì có vẻ như cảm bức xúc, nhìn tôi chăm chú gương mặt hầm hầm rồi nói: Hai thằng xuống xe khỏi đây ngay lập tức. Sau đó lão tài xế liền hung hăng rút ra một tuyếp sắt, có vẻ như muốn ăn thua đủ với chúng tôi. Mấy người trên xe thì liên tục nháo nhào, ai cũng có vẻ lo lắng bởi vì sợ sẽ có đánh nhau to. Xuống xe, lão tài xế cầm tuyếp sắt dài chỉ về tôi rồi quát: Tại sao chúng mày đi trên xe tao rồi lại đánh người của tao? Thì nó định đánh tôi mới đánh chứ, đây là tự vệ thôi mà. Tôi liền đáp cứng, căn bản là cũng biết được có ngay thằng anh em chí cốt nó ở đây, chứ một mình tôi thì có cho kẹo cũng không dám tình vì tình tướng. Mà chẳng biết có phải do ông tài xế rất máu đánh nhau hay không, có vẻ như lúc này sẵn sàng ăn thua đủ với người khác. Họ chẳng ngại va chạm, thì dáng vẻ hung hăng của lão tài xế, tên phụ xe lập tức đứng bật dậy, nhìn chúng tôi bằng một vẻ thù hằn. Gã cũng dẫn luôn một tiếp khác hướng về phía tôi, nhưng có vẻ vẫn còn e ngại thằng Tịnh Voi, cho nên là không dám xông lên, miệng cây cú chửi tôi: Còn mẹ thằng chó mày nhớ mà tào đấy. Tôi cũng nhìn nó rồi chửi lại: Mày làm sao, mày thích gì? Mày có giỏi thì mày ăn bố mày đi, mày cắn bố mày đấy. Đúng lúc này thì thằng Toán từ trên xe nhảy xuống. Thằng bạn này của tôi vốn là dân xã hội, chuyên cho vay cầm đồ cho nên cũng rất máu mặt, hướng về phía lão lái xe và tin phụ xe rồi bảo: Thôi, chuyện chẳng có cái gì cả, anh em cứ bình tĩnh giải quyết. Còn anh thích đánh nhau thì cả hai ông vào một lượt đi, một mình tôi chấp hai ông cầm đồ đấy, mẹ kiếp. Vừa nói nó vừa cởi phăng áo ra, để lộ ra những hình xăm con đại bàng sải cánh đang dữ tợn ở trước ngực. Phía sau lưng cũng là một con hổ đang lên núi, hai cánh tay con rồng quấn quanh, lao đến ngang vai. Nhìn thằng Toán bạn tôi chẳng khác gì một bức tranh ở sở thú cả. Mặc dù không cao to như thằng Tịnh, nhưng thằng Toán cũng trên 1m7, còn tôi thì chỉ hơn 1m6 một chút. Ba thằng tôi đứng trước mặt của hai gã kia. Mặc dù hai người đó có đồ, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng dữ tợn của thằng Tịnh và thằng Toán thì cũng có phần e dè. Mấy người trên xe cũng xuống can ngăn. Thế vậy tôi xuống nước làm hòa, nhưng cũng không quên phong bạn với gã lái xe. Thôi bỏ đi anh, tại thằng phụ xe của anh nó dọa đánh em trước. Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả, nên nhớ các anh còn làm ăn đấy. Ở cái bến xe Lương Yên mẹ nó nếu thích, tôi vào tận bến đánh chết con mẹ nó. Ở cái xóm Hà Nội này anh em tôi đầy, mẹ nó thích thì tôi cho anh em nó săn phẳng cả cái bãi xe luôn đấy. Cái xe dù này mà cũng có tinh vi tinh tướng. Thế được rồi, chuyện này bỏ qua đi. Nhưng mà các chú nóng tính quá, đi chơi thì phải vui vẻ. Thế được rồi, chuyến xe này anh không lấy tiền của ba chú, lên đi. Các tài xế nói vậy thì cũng xuống nước theo. Nhưng thằng Toán liền nói: tiền mẹ ông nghĩ là bọn tôi thiếu tiền à? Có vài trăm ngàn với chúng tôi nó là cái gì? Ghét thái độ của cái thằng chó này. Lên xe thì phệnh phạo, bố mày đã ngứa mắt lắm rồi, lại còn thích thể hiện. Mày liệu hồn của mày đấy, đừng có mà để các bố vào tận bến đập chết mẹ mày nhơn hả? Thôi các anh đi đi, chúng tôi đi xe khác. Tôi phất tay ra hiệu bất cần. Thằng Tình nó lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, sau đó thì nói lớn: đều cho anh một xe 4 chỗ đến đường cầu cao tốc gần Cổ Linh nhé, xuống Hạ Long ngay vào luôn. Thế là mọi chuyện đừng giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy. Thằng Tình và thằng Toán nó gấu, cho nên tôi mới được đà bốc phét ra oai như vậy. Chứ một mình có cho kèo tôi cũng chẳng dám tình vì tình tướng gây sự như vậy. Có lẽ để thể hiện luôn với tất cả những người có mặt ở đó, hai thằng bạn tôi nó gọi luôn sang một hãng taxi khác. Sau đó thì tất cả đều lên xe. Còn tôi và hai thằng bạn thì nhìn chiếc xe 16 chỗ kia phóng vọt đi. Trước khi chiếc xe phóng vọt đi, tôi vẫn kịp nhìn thấy biển số của chiếc xe này. Thấy cái biển xe kia, thằng Toán có lẽ là dân cầm đồ va chạm với xe cộ hàng ngày, nên nó nói một câu xanh dần: 49 trưa qua năm bà đã tới. Lại gặp ngay hai cái ông lái và ông phụ xe kiểu này, không sớm thì muộn thì cũng ối rồi ôi. Biết thế mượn xe của ông già đi cho nó chủ động. Cái mà bố tao bảo là để xe ở nhà ông ấy đi, có việc vài hôm chán vãi ra. Mà kệ cho nó lẩm bẩm, tôi chỉ biết nhìn theo chiếc xe lúc này đã khuất dạng mà cảm thấy rất kỳ quặc. Chẳng hiểu sao tự nhiên có một cảm giác khó hiểu, liền an ủi hai thằng bạn: chúng mày có thấy kỳ lạ không? Hai bà cháu bà già mù lòa kia từ lúc lên xe ta cứ có cảm giác lạ lạ. Ngồi cạnh tao mà da gà dao vịt nó cứ nổi mẹ hết cả lên, giống như là mùa đông vậy. Mà thế quái nào cái thằng cháu của bà già đó cứ nằng nặc đòi xuống xe cho bằng được. Hiện giờ thì chúng mình cũng xuống luôn, đúng là buồn cười thật. Thế trước thẹn nhìn hai thằng bạn trí cốt đang chồm hổm ngồi hút thuốc lá ở ven đường. Tới tờ mờ sáng này cũng giống như là mấy thanh niên bồ lắm mất dậy, thường hay chặn đều xin tiền cánh tài xế. Sợ chúng nó trách móc cho nên vừa nói với vẻ hối lỗi, bởi mọi chuyện cũng đều vì mình mà bị nhỡ nhàng, bị đuổi xuống xe như vậy. Kệ mẹ nó đi, ta không có quan tâm đâu. Bao nhiêu năm nay đi chơi mà chưa bao giờ gặp thằng nào bướng như cái thằng phụ xe này. Mẹ nó chỉ làm thuê tháng có mấy triệu thôi mà giao vẻ bố đời thế không biết, dành còn láo tuét. Ba thằng chúng tôi đợi thêm khoảng tầm 15 phút mà chưa thấy taxi đến. Thằng Tình lầu bầu rít lên một hơi điếu thuốc lá, nó thở ra một hơi dài. Thằng Toán thì mót đi vệ sinh, nhảy qua hàng rào chắn đập ven đường, nó chợt la toáng cả lên: mày ơi, hình như ở kia mới có người chết tai nạn thì phải á, sao tao thấy lắm máu quá vậy? Thằng Toán vừa nói vừa nhấc giày lên di di, bên dưới chân nó đúng là có một vệt máu. Giận mình, tôi và thằng Tình liền chạy ra xem, thì thấy ven đường có rất nhiều mẩu thịt vụn, nát bè bét, lại sộc lên một mùi máu tanh tưởi, khiến cho ba thằng sợ đến mất mật. Tôi thì cổ họng dâng lên một cảm giác muốn đôn đòe, lập tức lùi lại. Lúc bấy giờ trong mũi người thấy mùi tanh tanh lợm giọng, rất khó diễn tả bằng lời. Tôi nhìn xuống đường ngay dưới chân của mình bấy giờ, thấy được một vệt màu đen rất dài từ giữa đường cao tốc chạy mãi. Có chuyện gì vậy? Sao lại nát ba bét thế này? Thằng Tình là đứa bình tĩnh nhất, nó hỏi cho có lệ mà thôi. Nhưng tôi đoán được là ở đây vừa xảy ra tai nạn rồi. Ba thằng ngơ ngác nhìn nhau. Trong tâm trí của tôi lúc này, tôi rất hoang mang lo lắng. Nhìn vệt máu đen kia tôi biết đó là máu tươi, nhưng mảng thịt kia giống như ai đó vừa cho vào máy xay nghiền nát ra vậy. Thực sự là mình nhìn cảnh đó, tôi giống như là bị tụt đường huyết áp, đầu óc của tôi váng cả lên, muốn nôn thốc cả ra ngoài. Ba thằng nhìn nhau, đi dòng men theo vệt máu kinh dị kia mà trong lòng ai nấy đều thấp thỏm. Đây là lần đầu tiên trong đời chứng kiến một cái chết thảm khốc như vậy, đúng nghĩa là tan xương nát thịt. Trong đầu của tôi lúc bấy giờ đang hình dung ra một cảnh tượng ai đó bị cuốn vào gầm container lúc nửa đêm, sau đó thì kẹt vào ngay bánh sau mà tài xế trên xe không biết, hoặc cũng có thể biết nhưng mà cố tình đi. Sau đó thì cái xác kia kinh như vậy bị hàng loạt những con xe khác chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc, hàng trăm ngàn cái xe nặng như vậy đè lên. Thân thể có là quái vật cũng bị nát, chứ đừng nói là một con người bằng xương bằng thịt. Làm thế nào bây giờ? Sao ta thấy sợ sợ kiểu gì đó? Thằng Toán tùy gấu mèo đại bàng đại bác như vậy, thế nhưng mà thế quái nào nó lại giống tôi là điểm sợ máu. Trời vẫn còn rất tối, sương mù ở hai bên đường càng làm cho nó trở nên âm u rợn rợn. Ba thằng đi bộ mãi mà vệt máu kia không hết, thỉnh thoảng lại nhìn thấy những vệt trắng trắng giống như bã đậu vòi ra, trông rất là kinh khủng. Có gọi điện báo công an không? Tôi liền cất tiếng hỏi hai thằng kia, nhưng thằng bạn của tôi lập tức lắc đầu xua tay nói: Mày bị điên à? Chẳng phải việc của mình. Thứ hai là dây vào mấy cái này nó mệt mỏi lắm, xong lại rước phiền phức vào người đó. Coi như là chúng ta không nhìn thấy gì là xong. Thằng Toán nó làm nghề liên quan đến cầm đồ, có lẽ là va chạm với pháp luật chính quyền nhiều hơn tôi. Còn thằng Tình thì hàng ngày tiếp xúc đồ với các hạng người cũng chẳng phải ngoại lệ. Còn tôi tiếng là va chạm nhiều, nhưng thực sự kinh nghiệm của tôi và độ lì lợm thì thua xa hai thằng. Nhưng mà tao cứ có cảm giác áy náy bọn mày à? Mẹ kiếp, áy náy thì làm được gì chứ? Có phải là chúng ta là người gây ra tai nạn đâu. Với lại nhìn đi, ở đây làm gì có cái xác nào, chỉ là những cái mẩu thịt vụn mà thôi mà. Nếu như thấy có người chết mà không cứu thì áy náy, chứ chúng mày có thấy ai đâu. Ta còn bao nhiêu việc nữa kia kìa. Với lại mình không báo thì sáng ra sẽ có người biết mà báo tin thôi, coi như mình không biết gì cả hết. Thằng Tình nó ngay lập tức lên tiếng mắng tôi, làm cho tôi phải im bặt. Mặc dù khá là áy náy nhưng chẳng biết phải làm như thế nào. Đúng lúc này thì có một chiếc xe còn màu xanh của hãng taxi chờ tới. Từ đằng xa đã thấy xì nhàn phải để táp vào lề đường tiến thẳng về phía ba thằng. Em là tài xế, có phải mấy anh vừa gọi taxi không? Đúng rồi, cho bạn anh xuống Hạ Long. Từ đây xuống đó bao tiền vậy? Thằng Toán nó lên tiếng hỏi lại. Các anh yên tâm, em chạy cho hãng, có đồng hồ bấm giờ đàng hoàng, không dám lấy đắt của anh thêm đồng nào đâu. Mà các anh đi một chiều hay là hai chiều vậy à? Một chiều thôi, lúc lên em có xe đưa lên rồi, đi thưa anh. Giọng nói của thằng Toán có phần hơi vội, ngay lập tức nó mở cửa chui vào ngồi cạnh tài xế. Ngay lập tức tôi và thằng Tịnh lên xe. Ngồi ở hàng ghế sau để ý thấy mặt mũi của thằng nào cũng tái nhợt như là đít nhái. Sao các anh lại đứng ở đường cao tốc gọi xe như vậy? Các tài xế lên tiếng bắt chuyện giọng nhẹ nhàng thân thiện. À, bọn em bị đuổi xuống xe, mẹ nó chứ. Cái xe khách mà chúng nó bắt khách dọc đường. Nói với chúng nó thì cái thằng tài xế và thằng phụ xe nó còn định đánh người. Thằng Tình đáp lại một cách đầy tỉnh bơ. Tôi vẫn hoang mang vì gặp phải chuyện ban nãy cho nên thực sự là không muốn nói gì. Bởi thấy lương tâm của mình cắn rứt, giống như là việc thấy chết mà không cứu vậy. Mặc dù chúng tôi cũng chẳng liên quan gì đến việc này cả. Ba thằng lên xe chẳng ai nói với ai câu nào, lâm vào một trạng thái đầy trầm mặc. Thằng Tình rút ra bao thuốc châm lên một điếu, sau đó tiện hạ cửa kính ra hút lấy hút để. Có lẽ tâm trạng của nó cũng giống như từ lúc này. Chiếc xe đã đi khuất rồi mà tôi vẫn thấy những vệt thấm máu đã được ánh đèn pha ô tô rọi xuống trước mặt của mình. Chẳng biết là tài xế taxi này có nhìn thấy hay không, thế nhưng mà nhìn qua cái gương chiếu hậu bên trong xe thì thấy hắn có vẻ đang rất lo lắng. Cộc đầu vào thành xe, có lẽ do quá mệt mỏi cho nên tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chiếc xe cứ như vậy lăn bánh trên con đường nhựa, âm thanh của động cơ và tiếng ma sát của lốp với mặt đường rào rào. Tôi giật mình tỉnh dậy sau khi nghe một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là tiếng phanh xe gấp. Sau đó thì chiếc taxi bỗng chao đảo rung lắc dữ dội. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì tài xế taxi vừa đánh lái vừa nói lớn: Chết mẹ, xe nổ lốp rồi mấy anh. Các anh bình tĩnh nha, em xử lý được, đừng hoảng sợ. Nhưng nói là nói vậy thôi, chứ trong lòng của tôi bây giờ đang hoảng loạn bỏ mẹ. Hôm nay là ngày gì chẳng biết mà toàn gặp phải những chuyện ma quỷ. Chẳng lẽ là các cụ ở nhà lại không muốn cho mình đi chơi hay sao? Thằng Tịnh theo quán tính đang ngồi sát bên cũng nghiêng người vào tôi. Tôi để ý thấy tay tài xế xử lý rất là bình tĩnh. Gã không phanh gấp mà chỉ giảm ga, sau đó nhấn nhá chân phanh một cách chậm rãi. Nhưng cũng mất gần 100 mét chiếc xe mới dừng lại được sát vào lề đường bên phải. Ở cái tốc độ đường cao tốc gần 100 cây số trên giờ mà nổ lốp, nó sẽ là một thảm họa. Chỉ mất bình tĩnh trong tích tắc thì mọi thứ đã hoàn toàn khác hẳn. Nhưng có lẽ do tay lái xe này cũng lâu năm có kinh nghiệm cho nên xử lý rất là thông thạo. Cuối cùng thì chiếc xe đã được an toàn, cả bốn người lập tức nhảy xuống để kiểm tra. Tài xế kia đi xung quanh, sau đó thì dừng ở vị trí lốp sau bên phải, cũng là vị trí mà tôi đang ngồi. Mẹ kiếp, cái lốp này sao nó lại nổ xé ngang được chứ nhỉ? Nhìn cái tà lồng lốp vẫn còn dày cộp mới tinh thế này sao mà rách toác ra như vậy được, đen vậy không biết nữa. Cái lầu bầu vài câu sau đó lấy điện thoại gọi cho hãng báo tin bị tai nạn ở đường cao tốc. Nhìn xung quanh để báo vị trí trùng hợp thế nào, lại đứng ngay ở vị trí cột mốc 49, gã lẩm bẩm trong đầu. Em báo hãng thì hãng bảo là bây giờ phải tự xử lý, mẹ kiếp nữa. Các anh thông cảm đợi em, để em lấy đồ nghề thay cái lốp dự phòng. Ba thằng tôi nhìn nhau, thực sự là cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Hôm nay là ngày quái quỷ gì không biết nữa. Nhớ lại pha vừa nãy mà tôi không khỏi hoàn hồn. Bà chiếc đèn flash gặp bắt đầu loay hoay tháo la răng xe. Sau đó thì dùng cái khẩu lắp vào tay đòn bắt đầu thay bánh phụ. Tôi làm nhiệm vụ ra bẻ cành cây bẻ ở ven đường. Sau đó thì chạy ngược lại cách chỗ chiếc xe này khoảng gần 100 mét để làm hoa tiêu, báo hiệu cho những xe khác tránh ra. Bởi vì sẽ rất nguy hiểm nếu như các xe khác chạy với tốc độ cao mà tông vào. Nhưng vừa chạy được một đoạn tôi như chết đứng người. Trước mặt của tôi lúc này là hai bà cháu nhà nọ. Vị trí của họ đúng là cột mốc có ghi km 49. Chưa kịp định thần lại thì mắt của tôi như là hoa lên. Một cơn gió lốc thẳng vào mặt mang theo hơi lạnh thấu xương, khiến người của tôi run lên bần bật. Cố gắng mở mắt ra thì lại chẳng thấy hai bà cháu nhà kia đâu nữa. Điều này quá là vô lý, quá mức hoang đường. Lấy hết can đảm tôi liền tiến lại vị trí cột mốc 49, thì đó là hàng rào chắn bằng kim loại đã bị bẹp rúm. Xung quanh dưới đất có rất nhiều chân nhang đã cháy cắm la liệt ở xung quanh. Tự nhiên tôi có một cảm giác sợ hãi tột độ, trong đầu của tôi hình dung ra việc tôi đang gặp ma. Trong đầu của tôi liền nảy số liên tục, hàng loạt các câu hỏi nhanh như điện. Hai bà cháu kia là ai? Họ có phải là ma không? Còn mốc số 49 này lẽ nào là nơi họ gặp nạn? Nhưng đúng lúc này trước mặt của tôi hiện lên một hình ảnh hết sức đau lòng. Con xe 4 chỗ do người phụ nữ trẻ đang điều khiển để đúng vị trí này thì dừng lại. Bên trong bước ra hai người, chính là hai bà cháu. Đứa bé có thể nó xuống đi vệ sinh dọc đường, người bà thì xuống cùng với cháu. Đúng lúc này thì một chiếc xe 16 chỗ màu xám chạy từ phía xa, mất lái đâm thẳng vào con xe kia. Âm thanh chát chúa vang lên, lực va chạm quá mạnh khiến cho chiếc xe bẹp rúm. Hai nhà cháu nhà kia ở bên ngoài thì chết ngay tại chỗ, văng ra xe cả chục mét. Còn người phụ nữ bên trong thì còn thê thảm hơn rất nhiều. Tất cả những gì tôi thấy trước mặt lúc bấy giờ chỉ là máu, máu và máu. Một màu đỏ chạy ra khắp nơi. Tôi bần thần tiến lại, xung quanh vắng lặng như tờ. Chẳng biết là mình đang tỉnh hay là mơ. Nhưng thực sự lúc này cảm giác đau khổ dâng lên. Bởi vì tai nạn đó quá là thương tâm. Liền một lúc 3 mạng người đã ra đi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại nhảy ra giữa đường. Một chiếc xe chạy với tốc độ cao từ từ lao tới. Nhưng tôi chẳng biết gì cả, mà giống như là một người mất hồn vậy. Đúng lúc tưởng chừng là sẽ va chạm thì bất ngờ tiếng của thằng Tịnh nó hét lên: Triệu, mày điên hả? Mày muốn chết hả? Ngay lập tức nó chạy lại phía của tôi, kéo áo của tôi lại, làm tôi ngã ngửa ra phía sau. Vừa kịp lúc con xe kia vụt qua. Sau đó thì những chàng còi hơi của những chiếc xe container chạy với tốc độ cao phóng vụt qua. Tôi giật mình nhìn về phía của thằng Tịnh. Chính xác là nó vừa cứu tôi một mạng, nhưng không để tôi kịp hoàn hồn, nó liền lấy tay tát tôi mấy cái vào mặt, khiến cho tôi đầy đau đớn. Còn mẹ mày chứ, thằng chó mày điên hả? Tại sao lại ra đường? Mày muốn tự sát à? Lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh táo. Tôi hốt hoảng nhìn về con đường phía trước mặt của mình. Chẳng hiểu lý do vì sao mà mình lại làm ra cái hành động kỳ quái như vậy. Một thằng yêu đời luôn vui vẻ hòa đồng, lại chuẩn bị cưới vợ, mà muốn tự sát thì họa có mà điên. Để giải thích cho việc này chính xác là tôi đã bị ma ám. Bà nãy không có thằng Tịnh thì chắc chắn tôi đã chết. Có khi còn khiến cho người khác mang họa vì mình. Cảm giác rùng mình sợ hãi đến mức khó thở làm cho tôi chẳng thể giữ nổi bình tĩnh. Loạng choạng bám vào lan can, sau đó thì nhắm chặt mắt lại. Sao mày điên à? Mày làm sao vậy? Tao không hiểu nữa. Chẳng biết lúc ấy tao đau lòng lắm. Sao lại đau lòng? Mày gặp chuyện gì? Thằng Tình nhìn tôi ánh mắt tò mò đầy khó hiểu. Thấy gương mặt của tôi thất thần, nó châm một điếu thuốc lá đưa cho tôi. Sau đó thì bình tĩnh lại tiếp tục nói. Mày có biết mày vừa làm cái mẹ gì không? Tôi nhìn nó khẽ lắc đầu, ánh mắt đầy hoang mang, sau đó tôi liền trả lời. Tao xin lỗi, cảm ơn vì đã cứu tao. Thực sự là tao không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tao nhìn thấy... Thấy gì? Thằng Tịnh có vẻ mất kiên nhẫn, nó liền gắt lên. Thế hai bà cháu nhà nãy, họ gặp nạn ở vị trí này. Tôi chỉ tay xuống đất mà trả lời như một chiếc máy. Cái gì? Mày bị điên à hả Triệu? Điều này là vô lý bỏ mẹ ra chứ. Tao cũng chẳng hiểu. Hai bà cháu nhà kia họ chết rồi. Vừa nãy tao thấy họ đứng ở đây, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại lại chẳng thấy đâu cả. Có lẽ thằng Tịnh thích tôi như vậy, nó đầm ra hoang mang, nhìn quanh quần rồi nó hỏi. Mày có nhớ hai bà cháu họ muốn tới cây số 49? Thì sao? Thằng Tịnh nhìn tôi lúc này nó đang hoang mang sợ hãi. Tôi hỏi, ánh mắt của nó láo liên nhìn xung quanh. Đây, km số 49 đây, nó đây này. Thằng Tịnh nó liền đứng bật dậy, chạy ra ngó và dòng chữ ghi trên đó, km 49. Nó hết nhìn tôi rồi lại nhìn vào cột mốc. Sau đó thì nó gọi thằng Toán lại. Chỉ giây lát thằng Toán nó chạy lại phía này. Nó kể sơ qua một lượt chuyện mà tôi vừa gặp phải từ đầu đến cuối. Ánh mắt của hai thằng nó nhìn tôi như nhiều sinh vật lạ. Sau đó thì đánh giá một lượt. Chúng mày đùa tao à? Nhìn cái gì? Mẹ kiếp, bố mày đâu có đùa. Mắt tao trông thấy sờ hai bà cháu nhà kia tao đảm bảo. Tôi bực mình khi thấy hai thằng bạn nó cứ nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt của chúng giống như đang nói. Mày điên mẹ rồi đó Triệu. Thôi bây giờ thế nào? May mà không có chết, sợ vãi cả ra. Ba thằng tôi lén lút đi như chạy về phía anh tài xế kia. Vừa kịp lúc chiếc xe đã thay xong bánh dự phòng. Đi thôi mấy anh, xin lỗi vì sự cố xảy ra bất ngờ quá, em không có kịp xử lý. Anh tài xế kia là một người lịch sự, nhìn về phía ba thằng chúng tôi tỏ ra áy náy. Không sao anh ạ, việc xảy ra là bất khả kháng. Ai ngờ được nó lại như vậy. May mà anh xử lý hoàn hảo đấy. Chỉ lệch một tí nữa thôi thì ối rồi ôi cả lũ. Thằng Toán trả lời, gương mặt của nó có vẻ hài lòng trước sự nhiệt tình của ông tài xế này. Đoạn mà xe vừa nổ lốp đấy, mấy hôm trước vừa xảy ra một vụ thảm lắm các anh ạ. Ba người chết. Thế người ta bảo là ba mẹ con bà cháu trong một gia đình, đúng đoạn cột mốc km 49 đó. Các tài xế vừa đi được một đoạn, khi gần xuống đến cầu Bạch Đằng Hải Phòng thì lên tiếng nói. Nhìn ba thằng tôi qua gương chiếu hậu mà gã tiếp tục. Lúc bấy giờ trời vẫn còn chưa sáng nhập nhoạng, nhưng mà em vẫn nhận ra là chiếc xe của mình có hai bóng người vừa vượt qua. Là hai bà cháu thì phải. Người bà ăn mặc theo kiểu Tàu. Vừa đúng lúc ấy thì xe nổ lốp. Mài sửa và cũng sợ các anh em bảo là mê tín vớ vẩn, cho nên là em không có dám nói. Điều em vừa nói là sự thật đấy các anh ạ. Tôi và hai thằng bạn đều sững sờ. Câu chuyện mà gã taxi vừa kể với chúng tôi hoàn toàn trùng khớp với những gì mà chúng tôi vừa trải qua. Đây không phải là một sự trùng hợp, mà đó chính là có ma thật. Sự lo lắng bất an len đỏi trong lòng của cả ba thằng. Ngay cả tài xế lúc này cũng hoang mang tột độ, không dám đi nhanh như trước. Khi chiếc xe đến cách cầu chân Bạch Đằng tầm hơn 1 cây số thì bất ngờ gã taxi tài xế nói lớn, làm cho cả ba thằng đều giật mình. Thôi xong rồi, phía trước có tai nạn nghiêm trọng rồi, toang rồi. Tôi và hai thằng bạn đều nhổm người sang một bên. Bên tay phải làn đường lúc này có một chiếc xe 16 chỗ bạc màu đang nằm ngửa bụng trên trời. Có một số người đi đường thấp vào lề, có vẻ như là hiếu kỳ. Một số người thì lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Cũng may là đoạn này có giới hạn tốc độ, cho nên các xe di chuyển khá là chậm. Với lại chiếc xe đã bị lật hẳn qua bên barrier, cho nên không có tai nạn liên hoàn xảy ra. Bác tài xế taxi có vẻ như cũng không muốn liên quan, nên không đỗ xe lại mà chỉ đi chậm chậm. Khi vừa vượt qua chiếc xe tai nạn, tôi ngỡ người ra nhìn chiếc biển xe kia chính là chiếc xe mà chúng tôi đã đi lúc trước. Mà chỉ mới gần một tiếng trước thôi, chúng đã đuổi chúng tôi xuống giữa đường. Điều này sao có thể chứ? Lẽ nào lời của thằng bé kia nói là sự thật? Tôi lập tức bảo với tài xế và ngay thằng bạn. Có phải là chiếc cá mập ban nãy nó đuổi anh em của mình xuống hay không? Biển số đó mà. Thằng Toán liền nói lớn. Ta bảo rồi mà, 49 chưa qua 53 đã tới. Bác Tài, dừng xe lại xem người ta còn sống không. Cứu người là quan trọng nhất, nhanh lên. Những lời của thằng Toán đều hợp ý với chúng tôi. Bởi dù chiếc xe kia có tên phụ xe đáng ghét, lúc này đang gặp tai nạn, nhưng những người ngồi trong xe đều đang gặp nguy hiểm. Ngay lập tức tài xế đỗ xe vào lề đường. Những chiếc xe khác cũng có vài chiếc làm theo, có lẽ là muốn cứu người. Lúc này tôi nhảy ra khỏi xe. Tôi, thằng Tình, thằng Toán và lái xe không khỏi hoảng hồn. Cái hàng rào bằng thép cao gần 1 mét, chẳng hiểu bằng cách nào mà chiếc xe này lật ngửa bụng ra, nằm hẳn ở bên ngoài lan can vậy. Lúc này từ bên trong xe có tiếng kêu cứu vang lên, có cả tiếng trẻ em và tiếng của người già. Ngay lập tức nhóm chúng tôi tìm cách tiếp cận chiếc xe kia. Từ khoảng cách hàng rào ra chỗ chiếc xe gặp tai nạn chỉ tầm vài mét, tài xế taxi liền gọi lớn. Ai đó, có số điện thoại của cứu hộ cứu nạn thì gọi đi, không thì gọi 113 nhanh lên. Tôi và thằng bạn kia nhanh nhẹn, ngay lập tức ba thằng tìm cách tiếp cận. Khi ra đến chiếc xe kia thì thấy là liệt hành lý, những đồ dùng mang theo khi đi du lịch của hành khách xếp chồng lên nhau. Lúc này là tầm khoảng 6 giờ. Trời mùa hè cho nên vẫn còn sáng rõ, có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ một cách rõ ràng. Ngay lập tức thằng Toàn nó vừa lấy đá để đập vỡ cửa kính, để kéo những người trong xe bị thương ra. Tôi và thằng Tình cũng chẳng nề hà gì, hỗ trợ mọi người đang bị thương. Rất may đoàn xe của tôi nhớ lúc trước có gồm cả tài xế và phụ xe có khoảng hơn 10 người. Chẳng có ai bị thiệt mạng, mà chỉ chảy xước, người nặng nhất thì bị gãy tay gãy chân, có lẽ là do va đập khi chiếc xe lao ra ngoài. Khi kéo được hết tất cả những người trong xe ra thì tôi vẫn đưa mắt tìm một người, đó chính là tên phụ xe đáng ghét kia. Nhưng thật bất ngờ chẳng thấy tên này đâu cả. Ai nấy đều đâm ra hoảng loạn nằm liệt trên giường. Chỉ một lúc sau thì xe cấp cứu chạy đến. Họ đưa những người gặp nạn đi bệnh viện để cứu thương. Nhìn hai thằng bạn của mình đang ngồi thở dốc, gương mặt bết bát mồ hôi, thằng nào cũng không giấu nổi một cách đầy lo lắng. Có lẽ trong đầu của chúng nghĩ rằng nếu như không quyết định gọi taxi thì có lẽ sẽ chịu chung số phận với những người ngồi trong chiếc xe này. Điều này thật là khó giải thích. Tái ông mất ngựa, âu thì cũng phải là điều gì đó không may mắn. Mày vãi là chúng mày ạ, tao thề đó. Linh tính của tao cảm thấy bất an rồi. Nếu như tham được miễn phí chiếc vé xe mà tay tài xế kia nó bảo thì có lẽ bà thằng mình bây giờ không biết thế nào nữa. Tôi từ nãy đến giờ vẫn không thích thằng phụ xe kia đâu, cho nên đi một vòng xung quanh. Chẳng thấy nó văng ra ngoài hay có dấu hiệu gì của việc nó có mặt trên chuyến xe này. Cho nên hỏi đại ngay thằng Tịnh và Toán. Ê chúng mày, thế có điểm gì lạ không? Lạ chứ, ta thấy anh em của mình may mắn vãi ra chiều ạ. Không, ý của tao bảo là thằng phụ xe vẽ bẩn trên người ấy, tại sao bây giờ không thấy nó? Lúc này nó mới chịu để ý đến việc này. Trên xe có hơn 10 người, đa phần đều là trẻ em và người già. Lúc bấy giờ va chạm với gã, tôi có nhớ rõ ràng, nhưng bạn ấy cứu hộ lôi hết tất cả mọi người ra thì lại chẳng thấy nó đâu cả. Lão tài xế bị chấn động mạnh, ngất xỉu đi. Một chân của lão đã bị gãy lòi cả xương ra ngoài. May mắn là toàn bộ hành khách chẳng ai bị thương quá nặng. Hai thằng thấy tôi như vậy thì gương mặt tỏ ra lo lắng thực sự. Trên chiếc áo của nó bây giờ cũng đầy những vệt máu, có lẽ là của những người bị thương chảy ra. Bây giờ là như thế nào đây? Mấy người xung quanh đó lần lượt xuống lại chúng tôi để hỏi. Nhưng khi biết chúng tôi cũng chỉ là những người đi du lịch như những người khác thì cũng không có vấn đề gì. Tao nghi ngại lắm mày ạ. Thằng Toán nhìn chiếc xe nằm chồng chơ ngửa bụng lên trời thì lẩm bẩm. Nghi gì? Tôi và thằng Tịnh nhìn theo hướng của nó rồi hỏi. Tao nghi thằng ấy nó đang nằm dưới nóc cái xe kia kìa. Bây giờ tôi và thằng Tịnh mới quan sát kỹ. Thằng Toán nó nói không phải là không có lý. Lúc xe bị tai nạn xảy ra biết thế nào mà lần, nhất là với cái tốc độ cao như thế này. Có thể thằng phụ xe kia đúng là đang nằm ở dưới xe. Nhưng nhìn chiếc xe cá mập 16 chỗ nặng vài tấn, nó đang nằm giơ bốn bánh lên trời, thì để cứu nó ra bằng tay không thì là rất khó. Nếu không có xe cầu lên thì e rằng... Mà nhìn dưới cái rãnh kia, biết đâu may mắn nó nằm gọn dưới đó chiếc xe đè lên, nhưng không tin thì sao, biết đâu nó vẫn còn sống. Thế vậy tôi lúc này liền hét lên. Mọi người, hình như là dưới chiếc xe này còn có người nằm đó. Xem có ai có cách nào lật được chiếc xe không? Hay là bây giờ lật ngược xe lại đi, cứu người ta đi, nhanh lên kẻo không có kịp. Còn ai nữa? Là người phụ của chiếc xe này. Mọi người cùng tôi đẩy chiếc xe này lật ngang ra để cứu đi, nhanh lên kẻo không có kịp đâu. Mấy người bị thương lúc nãy mặc dù vẫn còn choáng váng và hoảng loạn, nhưng cũng xác nhận là vẫn chưa thấy tin vụ xe mặt lưỡi cầy kia đâu. Thế tôi nói như vậy thì cũng có khá đông người liền hưởng ứng. Lập tức hơn chục người xuống lại để lật cái xe lên. Chỉ có điều là chiếc xe rất nặng, vị trí bị tai nạn gần như lọt thỏm ở giữa miệng, giống như ai đó dùng bàn tay đặt chiếc xe vào đấy. Cố mọi cách nhưng xe chỉ khẽ lay động. Sao chiếc xe lại bị lật như vậy chứ? Một người tò mò cất tiếng hỏi mấy người trên chuyến xe đó, nhưng đáp lại chỉ là những cái lắc đầu mệt mỏi. Ánh mắt của họ cũng chẳng giấu nổi vẻ sợ hãi, bởi ai cũng vừa thoát khỏi cửa quỷ môn quan. Những đứa trẻ thì vẫn còn đang khóc thét lên, bởi chưa bao giờ trải qua sự việc nguy hiểm đáng sợ như vậy. Lúc đó chúng tôi đang ngủ, chỉ thấy chiếc xe rung động mạnh, sau đó thì mất lái rồi quay cuồng đầu óc. Đồ đạc bị xáo trộn ngất lịm đi, không biết gì cả. Một người đàn bà tầm khoảng hơn 50 tuổi, một gương mặt tái nhợt, đang lấy chiếc khăn mồi xoa bịt miệng vết thương trên cánh tay. Tôi để ý thấy ở một góc xa, từ lúc nãy có một em bé khoảng hơn 10 tuổi. Nhớ rõ ràng em bé này lúc trước cùng chuyến xe, và em này ngồi ở ghế phía trên tôi một hàng. Chẳng biết là cô bé này đi cùng với ai. Tôi thấy lúc trước bé gái này có một biểu hiện lạ, giống như là đang giao tiếp nói chuyện gì đó với ai vậy, mà rõ ràng trước mắt hoàn toàn chẳng có ai. Nhưng bây giờ thì em bé đó lại ngơ ngác nhìn xung quanh như là tìm kiếm ai đó vậy, có vẻ như đang khá hoảng loạn. Tôi thấy là liền tiến lại phía em bé để bắt chuyện. Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Cậu bé lắc đầu, sau đó thì ánh mắt vẫn nhìn xung quanh, tỏ ra đầy khó hiểu. Tôi liền hỏi tiếp. Em đi với ai vậy? Đi du lịch hả? Có nhận ra anh không? Cô bé này liền gật đầu, sau đó thì khẽ nói, giọng nói vẫn còn đầy run rẩy. Em có, anh là anh Triệu xấu bẩn phải không? Tại sao cô bé lại gọi tôi là xấu bẩn đây? Rõ ràng là tôi nhận thấy tôi đẹp trai cơ mà. Thế quái nào mà lớp trẻ bây giờ chúng nó lại học cái thói hư tật xấu nhanh vậy không biết. Không có gì. Ban nãy em làm sao? Có nói chuyện gì với anh thử xem nào, xem anh có giúp đỡ được gì không? Không phải đâu anh ạ, em không có gì mà. Thế biểu hiện của cô gái này giống với suy nghĩ của tôi, cho nên tôi tiếp tục. Trẻ con thì không nên nói dối nhé, như vậy là không có tốt đâu em gái. Có phải là em nói chuyện với hai bà cháu lúc ở trên xe phải không? Ngay lập tức cô bé liền quay lại, mặt tái đi hỏi ngược lại tôi. Làm sao anh biết được cả? Anh cũng gặp hai bà cháu họ rồi, bạn ấy anh còn suýt nữa gặp nạn cơ. Cô bé thấy tôi nói đúng cho nên bắt đầu cười mở hơn, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn ngó xung quanh. tỏ ra lo lắng rồi nói với tôi: hai bà cháu nhà kia em sợ lắm, nhất là bà lão ấy, gương mặt độc ác. Lúc nãy bà ta cứ đi quanh quanh chiếc xe, em nhìn thấy bà ta còn quát bàn kia nhiều lắm. Nghe đến đây thì tôi lờ mờ đoán được nguyên nhân của những sự việc không may của chúng tôi gặp từ sáng là do đâu. Chính xác là do hồn ma hay bà cháu kia đeo bám. Bà nãy tôi cũng suýt chết một lần, nhưng mà thật sự vẫn không hiểu nổi vì sao bà ta lại căm ghét chúng tôi như vậy. Lẽ nào chúng tôi có thù oán gì với bà ta chăng? Nỗi nghi ngờ nén vào trong lòng, tôi dắt tay cậu bé tiến ra gần barrier. Sau đó thì quay lại nói với hai thằng bạn về việc cô bé kia nói với mình. Kể lại thêm một lần nữa, bà đứa lo lắng một cách khó hiểu. Một cảm giác bất an kèm bất lực dâng lên cuồn cuộn. Nếu như hai bà cháu nhà kia cứ đeo bám như vậy thì phải biết làm sao. Không cần phải nói, tôi cũng biết tâm trạng của hai thằng bạn bây giờ như thế nào. Chuyện này là như thế nào vậy? Có thằng nào nói cho tao hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây không? Tại sao chúng ta lại dính vào cái rắc rối này? Thằng Toán nó nhìn tôi xong lại nhìn thằng Tịnh, lấy ra bao thuốc châm, lấy bà điếu đưa cho chúng tôi rồi vò đầu bứt tóc. Điều bộ cũng tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Thế giờ thế nào, có đi nữa hay không là về? Thằng Toán lên tiếng phá tan không khí u ám giữa ba thằng. Trần có tiếng còi rú lên ầm ĩ. Bây giờ mới cái chiếc xe cứu hộ đến. Chiếc xe này có cả cần cầu. Ngay lập tức từ trên xe có một cậu thanh niên dáng vẻ đầy nhanh nhẹn, luồn sợi dây cáp dù xung quanh con xe 16 chỗ gặp nạn. Sau đó thì bắt đầu ra hiệu cho lái xe kéo lên. Ai cũng hồi hộp ngó xuống phía dưới, bởi vì ban nãy tôi đã nói bên dưới kia có người. Khi chiếc xe từ từ được nhấc bổng lên cũng là lúc mà tiếng hét vang lên đầy kinh hãi. Bên dưới chiếc xe bị lật kia chính xác là có người. Không ai khác đó chính là gã phụ xe mà trực đó đã va chạm với chúng tôi. Có sao không? Người có sao không? Liên tục có những người hiếu kỳ hỏi dồn dập, nhưng dường như ai nấy đều tự tìm cho mình một đáp án riêng. Bởi gã phụ xe kia bị cả chiếc xe nặng vài tấn đè lên thì khó sống cho nổi. Hy vọng gã sống chỉ là một mảnh chỉ treo chuông. Tôi cúi xuống nhòm qua thấy bên dưới, các vụ xe này gần như là nát bét, bị áp lực của cả cái xe lật ngược đè lên, làm cho cả cơ thể bị biến dạng. Mỏng dính vô cùng, máu me chảy ra ướt đẫm cả một vùng loang lổ. Không ít người nhìn thấy thì che miệng muốn nôn nọe, chẳng biết ai đó liền mang ra một tấm chiếu đậy lên cây xác, sau đó thì thắp hương. Người ta cũng vứt tiền lẻ xuống gần đó. Thế vậy tôi cũng móc trong ví ra mấy tờ tiền lẻ, ném xuống vị trí của gã phụ xe bị tai nạn kia. Nói thật lúc bấy giờ tôi cũng chẳng biết là ném tiền cho họ để làm gì. Có thể là do hiệu ứng tâm lý đám đông. Và cũng hay thấy mọi người gặp người chết bị tai nạn bất ngờ thì tôi chỉ làm theo mọi người mà thôi. Có thể là để người chết phù hộ cho mình, hoặc giả khi người ta bị chết đường chết chợ, linh hồn hay bị quỷ bắt nạt, phải cho họ ít tiền để lót tay mới có thể đi qua 9 tầng địa ngục đến nơi suối vàng. Khi mà người ta mới chết xuống âm phủ chưa làm ăn gì cho nên không có tiền chi tiêu. Cho tiền người chết hay là chôn tiền theo người chết là để họ có chút vốn ban đầu, tạo dựng cuộc sống mới theo kiểu trần sao âm vậy mà thôi. Lúc này có người gào lên: đừng có vứt tiền lẻ ra đường, gió tung bay hết cả ra, lại xảy ra tai nạn bây giờ. Thế người kia nói như vậy, có người nghe người không, nhưng mà người kia liền nhặt đâu được một chiếc thùng xốp. Sau đó thì ném một viên đá vào trong cho gió nó khỏi bay. Người này cũng nhặt được những đồng tiền bay ra xung quanh mà ném vào trong đó. Chẳng biết như thế nào nhưng thực sự chứng kiến cái chết của gã phụ xe kia thì rất sợ. Tâm lý lúc bấy giờ hoang mang tột độ, một phần vì mình lúc trước đó xảy ra va chạm chân tay với tên này, phần vì cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của bản thân mình. Hai thằng Tính và Toán cũng chẳng ngoại lệ, chẳng khác nhau là bao. Thế thực sự sốc, mọi chuyện cứ liên tiếp dồn dập diễn ra một cách đều đều, giống như là được báo trước vậy. Nếu như lúc đó tôi và hai thằng bạn cầm xuống xe, thì biết đâu bây giờ lại nằm cả dưới đó thì sao? Điều này cũng quá là vượt sức tưởng tượng. Điều này cũng quá sức kinh khủng đối với một thằng yếu đuối và chết nhát như tôi. Về thôi, ta sẽ không bao giờ quay lại cung đường đáng sợ này lần nào nữa. Thằng Tính có lẽ đã hết chịu đựng nổi. Từ sáng đến giờ biết bao nhiêu chuyện kỳ quái xảy ra liên tiếp. Dù có là thần kinh vững thì lúc này cũng nhũn như là con chi chi, chẳng có thể chịu nổi những chuyện kinh dị máu me đáng sợ, giống như là một sự sắp đặt trước vậy. Về đi, quá tam ba bận, chúng ta không thể cố tình tiếp tục được. Tao nghĩ chúng ta được cảnh báo trước, họ cũng có thể là người ta giúp mình, không hẳn là họ muốn làm hại mình đâu. Tôi cười khổ lắc đầu một cách ngao ngán. Tình hình này chắc chắn sẽ còn ám ảnh tôi lâu, nhưng biết phải làm như thế nào. Mình và hai thằng bạn kia vẫn còn may mắn chán so với những người vừa gặp nạn kia. Nếu như ngồi cùng chiếc xe đó. Bất ngờ từ phía xa có thêm vài chiếc ô tô tạt vào để hỏi thăm. Sau đó thì có một người lớn liền nói: ở trên kia cũng vừa mới xảy ra một vụ tai nạn kinh lắm. Nát bé đã không còn giữ được tí gì. Người ta đang đi nhặt từng mẩu thịt đã ghê lắm. Nghe thấy người ta nói như vậy, cả ba thằng chúng tôi đều nhìn nhau. Tự nhiên tôi dâng lên một cảm giác muốn khóc. Cuộc sống này thực sự là vô thường. Vừa nói chuyện với nhau xong đã chết ngay lập tức. Chẳng ai nói trước được điều gì cả. Lúc ấy tiền bạc để mà làm gì, tranh đấu để mà làm gì, có mang theo được hay không, hay là trở thành những vong hồn vất vưởng. Tôi sợ quá, gọi điện thoại cho vợ sắp cưới của mình, dặn dò cô ấy đi lại cẩn thận. Bản thân của tôi cũng đã thành phần đi xe ngổ ngáo, nhưng hôm nay chứng kiến hai vụ tai nạn liên tiếp xảy ra trước mặt của mình thì cũng không khỏi trợn. Tự hứa với lòng mình là sẽ chẳng bao giờ như vậy nữa cả. Bởi khi mình nằm xuống thì người đau khổ nhất chính là những người thân yêu gia đình của mình mà thôi. Xem xét hết, cái xe mang biển số 4953 kia được cẩu lên xe cứu hộ. Cũng chẳng rõ người ta mang đi đâu. Cái xác chết của gã vô xe kia cũng được một chiếc xe màu trắng, có lẽ là của bệnh viện, vì được dán một chữ thập đỏ ở hai bên. Có hai người mặc quần áo và blue trắng xuống xe, khiến cái xác bị biến dạng chẳng còn nhận ra hình thù nữa. Thì chúng tôi cũng quay lại bảo anh lái taxi vòng ngược lại Hà Nội, dặn dò anh ấy phải đi thật cẩn thận. Chiếc xe bắt đầu tìm chỗ để vòng sang đường bên kia. Khi về vị trí km số 49, tôi liền bảo tài xế dừng lại. Nhưng do ngược đường lại đi đường cao tốc có rào chắn, chẳng thể nào liều lĩnh để băng qua thắp hương cho gia đình bà cháu nhà kia được. Cho nên đứng ở bên này, tôi vái vọng lẩm bẩm: chúng con là người trần mắt thịt, đầu xanh tuổi còn trẻ, trẻ người non dạ. Có những điều gì không phải con xin lạy trời lạy Phật, lạy các vị thần linh thiêng xá tội cho chúng con. Hy vọng là trời phù hộ cho chúng con, chỉ đường chỉ lối cho chúng con. Cháu xin bà cho không biết bà là ai. Nếu như bà có sống côn thác thiêng, bà có oan khuất hay điều gì muốn sang tai gì cho chúng cháu thì cứ xin nói. Chúng cháu giúp đỡ được thì chúng cháu sẽ giúp. Với thằng khá ngang ngược và ương bướng như là chúng tôi, việc tự nhiên phải xin một người không quen tha thứ là một điều vô cùng kỳ lạ. Nhưng mà dù sao thì để cho bà ấy không đeo bám nữa thì đó cũng là việc nên làm. Thằng Toán và thằng Tính, cả hai thằng thích tôi chắp tay vái lại thì cũng làm theo. Anh taxi kia thích vậy định hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Có lẽ anh ấy là một người khá duy tâm, cho nên kiên nhẫn đợi chúng tôi lên xe rồi hỏi: các cậu gặp phải chuyện gì à? Kể ra từ đầu đến đuôi cho tôi nghe xem nào, liệu tôi có thể giúp được gì hay không? Bán tín bán nghi, tôi nói với anh ta từ đầu đến cuối câu chuyện, kể cả việc đánh nhau với tên phụ xe kia. Sau đó xuống xe thì chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc, rồi việc tên phụ xe kia gặp nạn đều rành mạch kể ra không sót một chi tiết nào. Anh tài xế lắng nghe chăm chú, sau đó thì nhẹ nhàng nói: vậy việc này thì các chú đừng quá lo. Anh nghĩ bà ta không có ý định làm hại gì các chú đâu. À mà có phải chú bảo là ở km 49 nhìn thấy một chiếc xe 16 chỗ va chạm với chiếc xe do con cháu bà ta điều khiển không? Vâng, tôi gật đầu. Anh lái xe taxi dường như nhớ ra vấn đề gì thì nói: sẽ có thể là bà ta có thù oán gì với hai người bọn họ. Ý của anh là sao? Người lái xe liền vỗ tay vào vô lăng, sau đó nói: Tôi đoán không nhầm thì rất có thể một trong hai người bọn họ đã đắc tội gì với mẹ con của bà lão này, cho nên bà ta mới đeo bám vào chiếc xe của bọn chúng, mới xảy ra tình trạng như vậy. Thêm vào đó thì việc cậu bé cháu của bà ta đã lên tiếng cảnh báo mọi người, nhưng lúc đó chẳng ai biết, bởi trẻ con thường nhân hậu. Các cậu cũng đừng quá lo, ma quỷ không hại người tốt, chúng sợ người tốt. Vì người tốt thì tâm hồn luôn thuần khiết, chẳng bao giờ nuôi dưỡng những suy nghĩ ác độc trong người. Hãy cứ sống tốt đi, số phận khác ăn bài. Ma quỷ không đáng sợ nhất là những con ma quỷ đột lốt người mà thôi. Cho đến bây giờ những lời nói của anh taxi kia giống như là một chiếc kim chỉ nam vậy. Cứ sống tốt đi, số phận khắc ăn bài. Gần một tuần sau tôi đọc báo, tôi thấy người ta đưa tin về một bà lão bị điên, lang thang trên đường cao tốc bị xe container cán chết một cách thảm khốc. Sau một thời gian thì cơ quan công an đã bắt giam chờ ngày xét xử. Tên tài xế 16 chỗ chở chúng tôi khi trước, vì chính gã là người đã khai nhận rằng để tên phụ xe đàn em của mình chưa có bằng lái, gây ra cái chết đau đớn thảm khốc cho bà mẹ con của nhà bà kia. Và đặc biệt nhất, chính lão là người cho phép gã phụ xe lái ngay cả lúc chưa có bằng. Chính tên phụ xe kia đã gây tai nạn thảm khốc, để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng trên một chiếc xe khác, thậm chí là gã chưa có bằng. Nhưng hai tên đã tính cách bỏ trốn, nhưng rồi cuối cùng tất cả đều phải trả giá, và lần này nhân quả đến rất sớm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn